câu chuyện được nhắc lại trong Lục Tổ Đàn Kinh vào tháng 9 năm phổ thông thứ nhất, năm 520 sau Công Nguyên, thời Lương Võ Đế. Đức Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đáp thuyền sang Trung Quốc. Thuyền cập bến ở Quảng Châu. Ngài lên bờ tới Kim Lăng ở Nam Kinh cùng vua Lương Võ Đế đàm luận. Võ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ: là một người phụng sự đạo Phật, trẫm từ khi lên ngôi đến nay xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể, vậy có công đức gì không? Đạt Ma đáp: không có công đức. Lời bàn: hiện tại người tu Phật gồm xuất gia hay tại gia có thể được chia theo ba hạng như sau. Thứ nhất, Phật tử danh tự, tức là đi theo truyền thống. Thứ hai, Phật tử cầu phước, tức là chỉ chuyên tu phước. Và thứ ba là Phật tử chân chánh, tức là phước huệ song tu. Thứ nhất, Phật tử danh tự. Một số người theo tu truyền thống, tức là xưa bày, nay làm. Nếu thấy ông bà, cha mẹ, bà con thân thích đi chùa lễ Phật thì bắt chước làm theo cho đúng đạo nghĩa. Đó là đạo ông bà, đi theo truyền thống đạo lý hiếu đệ của đời, chứ không phải đạo lý nhà Phật. Dù biết đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, cúng dường, bố thí, nhưng hỏi quy y chưa thì không biết quy y là gì. Chứng nhận quy y, một lần lấy về chưa biết mất còn. Pháp danh thầy đặt trả lại cho chùa. Hỏi đến ngũ giới, nhớ trước quên sau, nói chi đến cốt lõi giáo lý đạo Phật. Lớp người này thường viện lý do ít lui tới chùa công quả tu tập, nói rằng tôi không cần đến chùa, tu tâm là đủ, hoặc tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Hoặc khi nói về các tôn giáo thì họ chỉ trả lời tôn giáo nào cũng giống nhau. Đạo Phật cũng như các đạo khác, dạy người sống tốt, không gì khác biệt. Đây đích thực chưa phải là đệ tử nhà Phật vậy. Thứ hai là Phật tử tu phước. Phật tử cầu phước làm lành lánh dữ là vì tin nhân quả, nhưng còn lòng tham nên muốn hưởng thụ. Nếu lấy lòng tham hành các việc thiện như bố thí, xây chùa, từ thiện, phóng sanh thì chỉ tạo phước. Phước báu trời người không phải công đức. Phước hưởng thì hết. Phước hết họa sinh, lại bị đọa lạc vào các cõi khổ. Tức là vẫn còn luân hồi sanh tử, chứ chưa phải đạo giác ngộ giải thoát. Tu phước thì lấy một cái tôi này cố gắng cải sửa để trở thành một cái tôi khác. Thay thế một cái tôi chỉ là thay thế những nỗi khổ khác nhau, còn cái tôi là còn gông cùm. Trước cái tôi đê tiện là cùm sắt, sau cái tôi cao thượng là cùm vàng, còn cùm thì còn ràng buộc. Chỉ tu phước thì dễ nuôi lớn cái tôi. Cái tôi tốt đẹp hơn chính nó hôm qua, cái tôi tốt đẹp hơn với những người ngoài kia. Cái tôi ấy tu hành, một khi nỗ lực hết mình có được thành quả, sẽ dễ bám dính thành bình an của tôi, hạnh phúc của tôi, thiền định của tôi, cảnh giới của tôi, ánh sáng của tôi, vân vân. Hơn nữa, cái tôi ấy dễ chấp dính vào một cái tôi tập thể như thầy tôi, đạo tràng tôi, pháp môn tôi. Vì vậy, không thể tránh khỏi sự mâu thuẫn và tranh chấp
với những cái tôi tập thể khác. Ngược lại, nếu cái tôi nỗ lực kiên trì mà không có kết quả thì sanh ra bất mãn. Cái tôi hy vọng bao nhiêu thì bấy nhiêu thất vọng cái tôi phải hứng chịu. Một khi thất vọng, mất niềm tin chánh pháp, thối thất thiện tâm, thui chột thiện chí tu hành, nếu không may có thể trở nên cực đoan, không tin nhân quả, chê bai thánh hiền, hủy bán tội phước, rơi vào ác đạo lạc tam đồ. Thứ ba là Phật tử chân chánh, tức là phước huệ song tu. Vua Lương Võ Đế xây bao nhiêu chùa, độ bao nhiêu tăng mà chỉ có phước báu, hữu lậu nhân thiên, không đá động gì đến đạo lý giải thoát. Vậy có nên chăng tu các phước đức? Rất nên. Vì sao như vậy? Vì người biết làm phước, lòng mới rộng mở, tâm thức mới sáng trong. Thân khỏe tâm an là phương tiện đưa đến nhất niệm. Nếu đủ thiện căn sẽ đạt vô niệm. Nếu không làm phước, tấm lòng nhỏ hẹp, tâm thức u tối, thì trăm ngàn đời sống dưới ba đường ác, không thể làm người, huống hồ gặp được đạo lý giác ngộ giải thoát. Nhưng đừng lầm chấp phước đức là công đức, phương tiện là cứu cánh. Tại sao? Vì phước tội là tạo tác, cái tôi vô minh hướng ngoại tìm cầu. Nhiều phước được nhiều, ít phước được ít. Đối với công đức thì tất cả chúng sanh ai cũng có như nhau. Chỉ cần nhận lại, ở Phật không hơn, chúng sanh không kém. Dương cung bắn tên, mũi tên bay về phía trước phải cần sức mạnh. Nhưng trúng đích bắn hay không, không phải phụ thuộc vào sức mạnh kia, mà phụ thuộc vào kỹ xảo bắn cung. Sức mạnh bắn cung là phước, kỹ xảo bắn cung là tuệ. Muốn đi lên cung trăng phải cần phi thuyền, nhưng nghĩ phi thuyền là cung trăng là lầm lẫn, và bỏ phi thuyền thì mãi mãi không đến được cung trăng. Phi thuyền là phương tiện, mặt trăng là cứu cánh. Phàm phu sống bằng phước báu, thánh nhân sống bằng tự tánh. Nước là bản thể, sống là hình tướng. Bản thể thì vô sinh nên bất diệt, hình tướng thì hữu sanh nên hữu diệt. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Vua Lương Võ Đế chưa thấy tánh nên không phân biệt được lầm lẫn tánh tướng như nhau. Gặp tổ thì liền lấy phước đức mình làm đánh đổi thành công đức, muốn tổ công nhận. Không ngờ bị tổ tạt gáo nước lạnh, không mảy may công đức nào khiến cho thức tỉnh tâm tư. Chúng ta ngày nay hành giả tu Phật có đủ phước lớn để được đích thân bậc minh sư nào tạt gáo nước lạnh vậy chăng? Nếu chưa thì chưa đủ phước vậy. Chỉ cần nhớ hễ cái gì còn dính đến đối đãi hình tướng, hiện tượng giới thì cái được gọi là công đức thực ra chỉ là phước báu hữu lậu mà thôi. Vậy thế nào là công đức? Đây là lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh khi Tổ giảng giải về công đức để đoạn nghi cho hậu thế về lời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng: thật không có công đức, chớ nghi lời của Bậc Tiên Thánh. Võ Đế tâm tà, không biết chánh pháp, cất chùa, độ tăng, bố thí, thiết trai, đó gọi là cầu phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức. Công đức là ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được. Tổ lại nói, thấy tánh là công, bình đẳng là đức, mỗi niệm không ngưng trệ, thường thấy bản tánh, diệu dụng chân thật, gọi là công đức. Trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức, tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức, không lìa tự tánh là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm công đức pháp thân, chỉ y nơi đây mà tạo là chân công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, thường hành cung kính. Tâm thường khinh người, bản ngã không dứt, tức là không có công. Tự tánh hư vọng không thật, tức không có công đức. Vì bản ngã tự đại thường khinh khi tất cả,
Này thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn là công, tâm hành ngay thẳng là đức, tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Này thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do bố thí cúng dường mà cầu được. Ấy là phước đức cùng với công đức khác nhau. Võ đế không biết chân lý, không phải tổ sư ta có lỗi. Như vậy, công đức là do phá bỏ vô minh, đoạn tận tham ái, chuyển hóa hết tham sân si, nhận ra bản lai diện mục, chân tâm Phật tánh sẽ thành tựu vô lượng công đức. Tóm lại, nếu không có phước thì không thể tu, nhưng mục đích cuối cùng của người tu không phải là tích phước. Không có phước thì ở dưới ba đường ác, hoặc sanh làm người thì ở biên địa hạ tiện, không đủ năm căn, không gặp được chánh pháp, thầy tốt bạn hiền để soi đường dẫn lối, kiếp này đau khổ, kiếp sau đọa lạc. Để một người có công đức như tổ Bồ Đề Đạt Ma diện kiến thì phước báu phải nhiều như vua Lương Võ Đế mới được. Nhưng vì giác ngộ rằng gông bằng sắt cũng là gông, gông bằng vàng cũng là gông, gông càng óng ánh càng khó thoát, phước càng nhiều họa càng cao. Hồng càng đẹp gai càng nhỏ, hạnh phúc sung sướng càng nhiều chừng nào thì càng khó buông chừng nấy. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma dù cũng đủ phước là Đông Cung Thái Tử của một đất nước chuẩn bị thừa kế ngôi vị ở xứ Ấn Độ đương thời, nhưng đã từ bỏ xuất gia làm sa môn, tu hành giải thoát, tự tại sanh tử, độ mình độ người. Đó chính là đường lối tu hành chân thật của đạo lý Phật Đà, phước huệ song tu.